vị đã quay trở lại với chương trình Dance Your Fat Up, bước nhảy ngàn cân. Và kính thưa quý vị, cho đến thời điểm này chúng ta còn lại hai thí sinh, đó chính là Huyền Thanh và Minh Thảo. Rất là áp lực, bởi vì anh Trường Giang biết không, Huyền Thanh là một bà mẹ đã có hai lần sinh nở. Minh Thảo thì ngay từ đầu cũng được đánh giá là một trong những cơ địa rất là khó xuống ký được. Cho nên hai bạn này rất áp lực. Tuy là một tuần qua đã nỗ lực rất nhiều nhưng mà không giảm được bao nhiêu anh ạ. Minh Thảo và Huyền Thanh đều đã từng lọt vào top nguy hiểm ở những tuần trước. Và tuần này tiếp tục vào nguy hiểm. Không sao, em nghĩ là vẫn có cách anh Trường Giang. Vâng, và cách duy nhất để cho hai thí sinh của chúng ta lội ngược dòng đó chính là nhảy thật hay, thật giỏi, chinh phục khán giả và quý vị ban giám khảo ở đây. Và đó chính là thí sinh Huyền Thanh. Mình ấn tượng và yêu thích nhất là ca sĩ Thu Minh. Vũ đạo của chị rất là ổn, thân hình rất là bốc lửa. Và một điều đặc biệt của chị mà khiến mình yêu quý đó là chị vừa sinh con xong trong 5 tháng mà chị đã lấy lại được vóc dáng. Chứng tỏ là chị chính là tấm gương mà những người phụ nữ đã có gia đình, đã có con như mình phải học tập theo. Quyên An, dậy đi ta. Ủa, đang hả? Giờ đi tập à? Đang thực sự là quyết liệt, ngay cả trong việc giảm cân của mình, ngày nào cũng kèm mình, kèm như là trẻ con nít ấy. Quyên An cảm thấy khá là bực mình, Quyên An hay viện cớ để kiểu mà trốn tập, đang tập muốn đi lấy vớ, rồi đi uống nước. Nói chung là sao đi hoài à, không hiểu nổi. Hay phát ngôn những câu làm cho Đăng mất tập trung lúc mà tập. Hay hỏi lắm, hỏi động tác này xuất xứ từ đâu, làm thử cho coi đi, có ai làm thành công động tác này chưa. Ngoài mấy cái đó ra thì ok hết rồi. Mình và Đăng đã bàn với nhau và quyết định chọn bài Anh của Hồ Quỳnh Hương với thể loại là múa đương đại. Bọn mình sẽ phải suy nghĩ ra những động tác khó hơn, độc đáo hơn để làm sao che mờ được cái bóng của hai tuần trước bọn mình đã làm tốt. Khi mà bọn mình nhảy đóng vai hai ông bà già gangster thì đã được sự đánh giá khá là cao của từ ban giám khảo. Tất cả mọi thứ nó đều tạo ra một cái áp lực rất lớn cho bọn mình tuần này. Hy vọng bọn mình sẽ tạo nên kỳ tích một lần nữa. Các bạn đã hoàn thành xong phần thi, rất mệt, rất áp lực. Và bây giờ là ý kiến nhận xét đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Rất thích bài này. Rất là thích bài này. Và nói thật là
từ đầu trong cái chương trình đến giờ anh không bao giờ nghĩ mình sẽ có cái câu hỏi để xem một cái bài như vậy. Thiệt, anh nói thiệt, tại cái chất lượng trong cái bài này, cái kỹ thuật trong cái bài này nó rất là cao và chuyên nghiệp, và em làm được mỗi tuần mấy cái bài đăng biên cho em, nó tốt hơn, nó mạnh hơn, nó giải trí hơn, nó hay hơn. Nhưng đó chỉ là một số phần điểm, đúng không? Và hôm nay tiếc tại mình gặp em trong cái vòng nguy hiểm, thì nếu mà em được đi tiếp theo thì cố gắng nhiều hơn nữa. Xin mời những lời nhận xét từ giám khảo Đàm Minh Hưng ạ. Đây là một trong những sở trường rất rất sở trường của Quang Đăng. Múa đường đại và những cái bước nhảy kích dựng nó mang màu sắc của Quang Đăng rất là rõ ràng, hiện đại, văn minh, đầy nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng cái diễn xuất và bước nhảy của các em á, ngày hôm nay nó rất là chuẩn luôn. Với Huyền Thanh thì cái cảm xúc của em tôi thích lắm. Em biết nuôi dưỡng và em biết giữ, em bung ra nó rất là đúng chỗ. Những cái giận hờn, vẫy vùng của người con gái, mặc dù đã được năn nỉ, được nuông chiều, được vỗ về, nhưng vẫn cứ thích vẫy vùng. Cái cảm xúc này rất là khó làm, trừ khi nào người đó đã từng đi qua những cái ngày tháng cảm giác như thế thì mới lột tả được một cách nó tinh tế như vậy được. Tôi nói tôi còn thấy người tôi nó hơi rợn rợn này. Ông trời ông cho em một cái may mắn, cái cơ mặt của em diễn cảm buồn hay cảm xúc nó lên tới cao độ. Mà khi em vui, em láu cá như một bà già thì cũng rất là duyên dáng. Tôi nghĩ là em là một nhân tố sẽ gây bất ngờ đấy. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Từ đầu chương trình tới bây giờ thì có hai người gây cho tôi cảm xúc. Một là Thủy Tiên và hai là em. Bài này có đúng tâm trạng của em không? Cảm xúc của Tiên là cảm xúc của một tình yêu của tuổi mới lớn. Còn cảm xúc của em, nó ngoài cảm xúc một người yêu, một người vợ và cảm xúc luôn cho cả hai người con của em nữa. Em đưa tất cả những cái gì mình đang suy nghĩ, thành thử ra cái cơ mặt của em nó rất là tự nhiên nhưng mà nó rất là mãnh liệt. Tôi thì tôi thích cái cảm xúc này, những cái động tác của em và Quang Đăng. Tức là nó vừa mềm mại, nhưng trong cái sự mềm mại đó, nó có cái sự mãnh liệt. Và tùy người bộc phát theo từng cái cảm xúc riêng. Có người thì dữ dằn, có người thì lặng lẽ nén đau thương lại. Và em diễn tất cả ở đây đều đầy đủ. Đó. Bùng cháy có. Những cái động tác cũng rất là đẹp mắt. Quang Đăng bài của con dựng luôn hả? Lúc con dựng con tự tin là chị Thanh làm được bao nhiêu phần trăm? Thật sự Đăng cũng chia sẻ với Huyền Thanh luôn là bài này Đăng dựng hơi bị quá sức, bởi vì niềm tin mình đặt vô Huyền Thanh nó quá lớn. Cho nên mình dựng hết mức mình luôn, bởi vì Huyền Thanh không bao giờ hụ cái lòng tin của con đưa ra cho Huyền Thanh hết. Tôi muốn hỏi câu này là tại vì vậy nè. Cái lúc hai bạn ngồi ở cái đoạn này để diễn cái bước qua đó, con lại trẻ hơn bên này hết một nhịp tích tắc thôi, nhưng mà Đăng lại trẻ hơn, thì tôi không biết là người nào là cái người có lỗi. Nhưng mà tôi thấy Thanh này vào rất là đúng cái điểm đó. Nhiều khi cứ giao hết cái trọng trách đó cho người ta rồi xong rồi mình sao lãng là không được đâu nha. Cô này không phải dạng vừa đâu đấy nhá. Mất cả tuần à. Thì con mất cả tuần để con biên bài rồi tập rồi la Huyền Thanh rồi mắng rồi. Khó luôn hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng cái buổi hôm thường cái buổi thi thì con mới ôn bài cho con, cho nên chưa có chắc lắm. Nhưng mà chắc rồi. Bây giờ là Huyền Thanh được quyền chửi lại. Đấy, anh sao cho tôi như thế? Tôi vẫn làm được như thế. Trong khi đấy anh làm tệ hơn tôi. Nói chung là nói cho vui thôi. Cảm ơn Quang Đăng, cảm ơn Huyền Thanh rất nhiều. Xin cảm ơn ban giám khảo. Và chúng tôi xin được phép giữ lại số điểm từ ba vị giám khảo. Mời hai bạn bước lên cần. Cân nặng cũ của Huyền Thanh là 66,4 cân và cân nặng mới là 65,8 cân.
bạn giảm được 0,6 cân, tương đương 0,9%. Xin cảm ơn Huyền Thanh, mời bạn về vị trí của mình.